Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo thứ tư, Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực vùng núi, đêm và sáng lượng mưa khá lớn, phổ biến từ 30 cho đến 50mm một đợt, có những nơi trên 80mm. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nguy cơ xảy ra cả lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Tại Mộc Châu, Sơn La, dự báo có mưa nhiều trong ngày thứ tư và ngày thứ năm. Mưa xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Sang thứ sáu, mưa giảm, lùi về chiều tối. Từ sáng cho đến chiều, trời nắng mây đan xen. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 30 cho tới 31 độ. Đến đêm, trời chuyển mát với mức nhiệt 23 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên thứ tư khu vực từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt 35 cho tới 36 độ và có những điểm còn trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy trì suốt từ 12 giờ đến 16 giờ. Ở Phú Yên không nằm trong vùng nắng nóng, dự báo thứ tư và hai ngày sau, hôm nào trời cũng nắng từ sáng cho tới chiều với nhiệt độ cao nhất đạt 32 đến 34 độ. Chiều tối mây dông kéo đến gây mưa giúp cho bầu không khí dịu mát nhanh, về đêm nhiệt độ thấp nhất sẽ là 27 độ. Chiều tối ngày thứ tư thì Nam Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác, có những điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là dông. Trọng tâm mưa là khu vực Đông Nam Bộ và khu vực ven biển miền Tây từ Trà Vinh trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang. Cần đề phòng kèm theo đó là tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Những cơn mưa xuất hiện đều đặn về chiều tối ngày thứ tư đến thứ sáu tại Đồng Tháp. Từ sáng cho đến chiều thì thời tiết đẹp, tạnh giáo, nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất đạt 32 cho tới 33 độ. Tối và đêm trời dịu mát 25 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.